Xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, vận trình tài lộc của tuổi Mão tháng 5 cũng khá khả quan, tài lộc rất vững chắc, khiến cho các con giáp khác phải ghen tị. Tuy nhiên giàu có cỡ nào thì cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa mất tiền lại có thể vừa mất đi bạn bè, tình cảm. Và hơn nữa năm nay có thêm lưu niên đào hoa tinh, nên những quý vị gia chủ tuổi Mão sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những ý định hay là kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này thì đều rất khả thi. Và may mắn đó chính là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay có thể lên đôi, thành lứa và tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Vậy thì những điều may mắn nào tạo nên những tín hiệu tốt đẹp cho quý vị gia chủ tuổi Mão? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc làm ăn của các quý vị gia chủ tuổi Mão tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý, chủ về tăng tiến trong công việc kinh doanh, có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh không nên ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của các tinh. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng 5 năm 2022, phương diện tài lộc của những người tuổi Mão có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới các vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần chú ý, hết sức lưu ý rằng vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu, tác động không thích hợp cho việc đầu cơ, lướt sóng ngắn hạn bởi vì rủi ro vẫn còn rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét phương diện sức khỏe của những người tuổi Mão trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, dễ dàng chữa khỏi. Có điều cần lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát. Một khi phát hiện bệnh trở lại thì phải chủ động, động chạm dao kéo. Nhưng mà yên tâm thì kết quả cuối cùng quý vị gia chủ vẫn sẽ được tốt đẹp. Tử vi tuổi Mão tháng này có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm để tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước, nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các quý vị gia chủ tuổi Mão luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh thì rất tốt. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo tin, gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn và nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.
tử vi tuổi Mão còn cho thấy nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang tháng 5 năm 2022, người tuổi Mão sinh năm 1963 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành hay làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người tuổi Mão sinh năm 1975 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú thì mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Sự nghiệp của những người tuổi Mão sinh năm 1987 tổng thể phát triển ổn định. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Con đường học tập của những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình, đó là học tập. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Mão trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh.